Ốc mít, bà con ta biết ốc mít thế rồi phải không bà con? Ốc mít thì ăn nó cũng tốt cho sức khỏe mà nó cũng rẻ tiền. Nhưng mà không phải tốt sức khỏe là ai ăn cũng được đâu nha bà con. Có những người thế này vui lòng không nên ăn ốc mít, là người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao, ho, hen, suyễn, phụ nữ có bầu, là phụ nữ đang mang thai đó, và cho con bú, bệnh gút, xương khớp và dị ứng, là vui lòng không ăn ốc mít để tốt cho sức khỏe của mình bà con ơi. Và đồng thời ăn ốc mít nó rất là có lợi cho sức khỏe nha bà con, rất là có lợi cho sức khỏe khi ta ăn ốc mít. Đã về vì chúng nó có chất béo, giàu protein, nhiều vitamin E, B12, A, C, nó rất nhiều vitamin E, B12, A, C, magie, silen, phosphor, nó tốt cho tim mạch, tốt cho tim mạch, tăng cường chức năng não, cơ bắp mạnh để tập thể hình, giảm nguy cơ ung thư, viêm khớp, thoái hóa điểm vàng. Mỗi tuần ăn không quá 2 lần, chứ không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được, nhưng mà phải nên nhớ là mỗi lần ăn không quá 200 gram, ăn không quá 2 lần trên một tuần, một lần ăn không quá 200 gram thì nó mới tốt, chứ không là lợi bất cập hại nha bà con. Bà con ơi, bà con thấy được hãy đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi, vì kênh chúng tôi ngày nào cũng có 4 video nói về đời sống và sức khỏe đó. Bà con thấy được đăng ký để mọi người cùng nhau mạnh khỏe, khi chia sẻ, khi đăng lại là để mọi người biết cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Và bà con đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nha bà con ơi. Mà khi chúng tôi ra video là thấy được liền. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.